đến chị em cũng phải mê mẩn trước nhan sắc của Angelina Jolie hồi xưa, đẹp như một vị thần, khí chất quyến rũ ná thở. Mới đây, loạt ảnh cũ hồi Angelina Jolie ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc bỗng gây bão mạng xã hội. Hồi xưa, nữ minh tinh này từng không ít lần đứng trong top đầu các mỹ nhân đẹp nhất thế giới, được khao khát nhất thế giới hay sexy nhất Hollywood. Giờ đây khi nhìn lại, đúng là phải công nhận rằng gương mặt đẹp như một vị thần, thân hình bốc lửa và khí chất quyền lực của Anze đúng là hiếm có khó tìm trong showbiz. Bao nhiêu năm khi nhìn lại, công chúng vẫn phải mê mẩn trước nhan sắc của Angelina Jolie, đặc biệt là hồi cô mới làm mưa làm gió với tác phẩm Mr. and Mrs. Smith đóng cùng chồng cũ. Vẻ đẹp này đúng là khiến cả chị em phụ nữ cũng bị hấp hồn. Angelina Jolie hồi mới nổi đã là niềm khao khát của bao người trên thế giới. Đôi môi dày thành thương hiệu của Angelina Jolie, đôi mắt và sống mũi, khuôn cảm đúng chuẩn búp bê phương Tây. Nữ minh tinh này sở hữu gương mặt như được thần linh ban tặng, Người mê đắm vẻ thần bí quyến rũ của An Dê. người lại bị nụ cười tươi giói, hồn nhiên của cô hấp hồn. Vẻ nóng bỏng đầy sang trọng này đúng là hiếm ai có được. Sau cả chục năm, Angelina Jolie vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng vì gương mặt góc cạnh, đẹp hoàn hảo khi xuất hiện trong Maleficent. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.